Vào năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, ông Nguyễn Văn Tuấn chỉ ở nhà nên thường xuyên xem YouTube. Trong lần nhìn thấy video về tái chế lon nước đã qua sử dụng, ông Tuấn thấy thích và bắt đầu mày mò làm lồng đèn trung thu. Ông Tuấn đi gom lon nước đã dùng từ họ hàng trong gia đình về, ngồi cắt tạo kiểu thử. Ban đầu, ông chỉ làm vài cái tặng cho con cháu và treo trong nhà. Nhưng được người dân hỏi mua, ông quyết định làm thêm nghề tay trái với công việc làm lồng đèn thủ công từ lon nước tái chế. Để hoàn thành một cái lồng đèn, mình phải kiên nhẫn, mình phải có bút lông nè, rồi giấy chấm, rồi mình phải có dao gọt giấy, rồi mình làm khéo tay một chút xíu là hoàn thành sản phẩm. Cái đầu tiên là mình phải lon về là mình phải rửa cho sạch sẽ, sau đó để lau cho khô, rồi mình mới lấy giấy mình có kẻ sẵn đó, mình chấm vô cái lon, xong rồi mình mới lấy dao gọt giấy mình và gọt cái lằn mực của mình vẽ. Còn cái ngôi sao cầu thì nó còn kỳ hơn, mình phải vẽ ra từng cái ngôi sao, mình cắt sao rồi mình uống xong rồi mình mới dán keo để cho một ngày cho keo khô, rồi mình mới kết sao thành quả cầu. Nếu một cái lồng đèn hoàn chỉnh mà để có khung rồi gắn sao rồi luôn á thì mất khoảng một tiếng một cái. Còn nếu mà làm quả cầu sao thì mình mất thời gian khoảng 10 ngày mới được một quả cầu. Làm đồ thủ công cần có sự tỉ mỉ nhiều, nên cứ xong một mùa trung thu, ông lại bắt tay vào làm phụ mới, chứ không đợi đến cận ngày vì sẽ không kịp. Lồng đèn tái chế từ lon nhôm sẽ không bị hư hao, nên cứ xong một chiếc lồng đèn, ông gói lại, bảo quản, sẵn sàng hàng cho mùa trung thu tiếp theo. Năm nay, ông làm số lượng nhiều gấp đôi năm ngoái. Hiện tại, ông đã hoàn thiện 100 chiếc lồng đèn lớn nhỏ, đủ kiểu dáng. Thời gian đầu thì mình làm thì thấy nó cũng được, nhưng mà để mà vừa tầm mắt đó thì mình không thấy vừa ý. Mình càng làm thì càng ngày mình càng hoàn thiện hơn. Như lúc trước mình chỉ biết làm lồng đèn thôi, sau này mình làm những quả cầu, rồi lồng đèn mình biết kết nối lại thành một chùm. Sản phẩm này đẹp và xã cũng khuyến khích để làm. Chú cũng thấy niềm đam mê, trong đó có niềm đam mê của chú làm chú thấy vui thì chú cứ bắt tay vô làm thôi. Chỉ là cái nghề này là mình đam mê thì mình mới làm ra được những sản phẩm này. Chú làm sản phẩm này là đi làm khóa về là 5-6 giờ chiều, tắm rửa xong rồi chú lấy đồ ra chú vẫn làm, đam mê làm, chừng nào mà chú cảm thấy mệt mỏi thì chú đi ngủ thôi. Làm tới 9-10 giờ tối luôn. Chú mong muốn là ai cũng làm được, để bớt đi cái phần cho ô nhiễm cho môi trường. Ví dụ mình tái chế, mình làm những vật dụng không phải là làm mồi riêng về một lồng đèn, ví dụ mình làm những cái sản phẩm khác. Hiện lồng đèn đơn có giá 40.000 đồng một cái, còn lồng đèn chùm và lồng đèn quả cầu có giá dao động từ 200.000 đồng đến 900.000 đồng một cái. Để có thể làm đồ thủ công, yêu cầu người thợ phải có tính kiên trì, sự tỉ mỉ và cẩn thận, và cần thêm sự sáng tạo trong kiểu dáng để giữ chân khách hàng. Trung thu năm nay, ông cũng cho ra thêm mẫu lồng đèn mới, như lồng đèn tam và lồng đèn sáu kết nối lại với nhau. Trung thu là dịp cả người lớn và trẻ nhỏ cùng quây quần bên nhau, dạo khắp phố vui chơi cùng những chiếc đèn ôm sao. Và lồng đèn tái chế cũng là lựa chọn mới trong dịp trung thu năm nay.